Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một bài thuốc hỗ trợ điều trị gan nhiễm máu, mỡ nhiễm máu. Thì đây là cái rau diếp cá. Trong đông y thì rau diếp cá gọi là ngư tinh thảo. Rau diếp cá có vị chua, tính mát, rất thích hợp cho những người nóng trong, trẻ bị sốt. Nếu mà trẻ bị sốt thì các bạn chỉ cần lấy 20 đến 30 gram rau diếp cá tươi, đem rửa sạch với nước muối pha loãng. Sau đó mình sẽ đổ vào một ly nước và mình vắt lấy cái nước đó, đập dọc ra, vắt lấy nước đó cho trẻ uống thì nó sẽ hạ sốt liền luôn, rất là hay. Đó là cách trị của nhân gian mà nó rất là hiệu quả, an toàn. Và hôm nay cái bài thuốc này nó sẽ hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, phòng ngừa đột quỵ tai biến với cái cách làm đơn giản mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày được. Thì cái máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ không trị thì sau này nó sẽ dễ bị đột quỵ và tai biến hơn. Gan là tàn huyết, tàn là kho tàng chứa những cái đồ cũ đó các bạn, là cái kho tàng dự trữ. Tàn huyết là nó chứa đựng máu, và tim nó có nhiệm vụ bơm máu đi, thì gan có nhiệm vụ là trữ máu và tàn huyết. Khi máu nhiễm mỡ thì gan cũng sẽ nhiễm mỡ, và cái bài thuốc này sẽ hỗ trợ cho chúng ta có hai cách để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Cách thứ nhất là chúng ta có thể ăn chung với cơm. Thì mỗi bữa cơm thì chúng ta sẽ lấy một nắm nhỏ khoảng 50g rau diếp cá tươi, rửa sạch với nước muối pha loãng để ráo, và chúng ta ăn chung với mỗi bữa cơm sáng, trưa, chiều. Mỗi một buổi giờ chúng ta ăn một nắm ha, khoảng 50g rau diếp cá tươi. Khi chúng ta bị nặng hơn mà đang sử dụng thuốc tây thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái cách thứ hai, là chúng ta sẽ lấy từ 50 đến 100 gram rau diếp cá tươi, chúng ta cũng đem đi rửa sạch với nước muối pha loãng và để ráo. Sau đó chúng ta sẽ xay sinh tố thật nhuyễn cùng với 200ml nước. Chúng ta xay cho nhuyễn luôn nha các bạn, để lọc lấy cái nước đó, và chúng ta uống 2 lần trong một ngày. Và cái rau diếp cá này nó có vị chua, kháng viêm, kháng khuẩn thì rất là tốt. Nhưng mà cái vị chua đó thì nếu chúng ta bị dạ dày thì chúng ta nên sử dụng sau khi ăn no thì chúng ta mới sử dụng nha các bạn. Còn khi mà chúng ta bị tình trạng máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ nặng hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái liều lượng gấp đôi, và chúng ta sẽ uống vào một lần buổi trưa, và buổi chiều chúng ta sử dụng nó thêm một lần nữa, ngày uống 2 lần. Và đó là cái cách mà chúng ta sử dụng rau diếp cá để hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Nếu chúng ta không có máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ thì chúng ta chỉ cần ăn rau diếp cá để phòng bệnh thì cũng rất là tốt. Chúng ta thường hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh ha. Mỗi ngày chúng ta ăn cái rau diếp cá này nó rất tốt cho sức khỏe, nó cho hỗ trợ phòng được nhiều căn bệnh như mỡ máu, gan máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, cũng như là phòng chống đột quỵ, rất là tốt. Và rau diếp cá này nó còn có một cái công dụng thật là tuyệt vời hơn nữa, để điều trị những người mà bị bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì sử dụng cái rau diếp cá này rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả lắm nha các bạn. Chúng ta lấy 100g rau diếp cá tươi, rửa sạch với nước muối pha loãng để ráo. Sau đó chúng ta bỏ vào một cái nồi và đổ khoảng 1 lít nước. Chúng ta nấu nó sôi lên từ 5 đến 7 phút. Thì sau đó thì chúng ta sẽ xông bằng cái ghế xông trĩ. Cái ghế xông trĩ này các bạn có thể mua ở các cửa hàng bán thiết bị y tế ha. Ta có bán cái ghế xông trĩ á. Thì sau khi mình nấu cái rau diếp cá này cùng với 1 lít nước đun sôi khoảng 5 đến 7 phút á, thì mình sẽ xong. Xong cái búi trĩ đó ha các bạn. Chúng ta sẽ dùng một nắm rau diếp cá giã nát
vào cái búi trĩ cố định lại khoảng 2 đến 3 giờ thì chúng ta bỏ ra. Sau khi chúng ta xong cái nước rau diếp cá để đã nguội rồi các bạn, xong đến khi nào mà cái nước nó nguội ha, rồi mình sẽ lấy cái bã của rau diếp cá đó, mình bỏ đi, mình lấy cái nước mình đem rửa rửa sạch lại với rửa sạch cái vùng mà bị búi trĩ á các bạn. Rồi chúng ta sẽ dùng thêm một nắm rau diếp cá tươi, chúng ta giã nhuyễn, giã nát nó đi và chúng ta sẽ đắp vào cái búi trĩ và cố định lại để khoảng từ 2 đến 3 giờ thì chúng ta bỏ ra. Mỗi ngày chúng ta làm từ 1 đến 2 lần. Khi chúng ta xong thì chúng ta sẽ xong một ngày một lần thôi. Còn khi chúng ta đắp thì chúng ta sẽ đắp cố gắng là một ngày từ 1 đến 2 lần thì nó sẽ mau hết hơn ha các bạn. Ngoài ra thì rau diếp cá này còn có công dụng về đường hô hấp rất là tốt. Khi chúng ta bị về đường hô hấp, ho tức ngực hoài, giống như là hụt hơi, chúng ta mệt thì chúng ta cứ đâm cái rau diếp cá này uống. Thì cái cách uống nó giống như là chúng ta điều trị gan nhiễm mỡ vậy đó các bạn. Chúng ta cũng sử dụng 100g dao rau diếp cá tươi cùng với 200ml nước nước lọc ha, hoặc là nước đun sôi để nguội. Các bạn sẽ xay nhuyễn và uống 2 lần trong ngày thì chúng ta sẽ dễ thở hơn. Các bạn cố gắng xay cho thật nhuyễn để mình uống cả nước lẫn cái luôn ha, mình xay thiệt là nhuyễn luôn và mình uống hết nó trong một lần. Và chúng ta sử dụng 2 lần trong một ngày thì cái tình trạng mà hụt hơi, mệt mỏi nè, tức ngực thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều, nên chúng ta sẽ dễ thở hơn. Đó là bài thuốc chữa hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ từ rau diếp cá, cũng như là cái công dụng của rau diếp cá để điều trị bệnh trĩ và một số cái căn bệnh về đường hô hấp rất là tốt. Cái rau diếp cá này các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm phải không các bạn? Các bạn có thể trồng ở nhà hoặc là các bạn mua ở chợ. Thì trước khi sử dụng các bạn sẽ nhớ là rửa sạch với nước muối pha loãng, chúng ta để ráo và chúng ta sẽ thực hiện cái bài thuốc như trên. Chúc các bạn thành công và chúc các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng kênh. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.